Thì ở trên một số cái modem, cái router của cáp quang hoặc là ADSL bình thường á, nó có cái cổng USB này này các bạn. Đó. Thì ví dụ như cái router của mình, đây là cái hiệu ZTE ha. Đấy, ZTE. Đấy. Thì nó có cái cổng USB này này. Đó thì mình sẽ sử dụng cái cổng USB này để mình làm cái một cái ổ cứng mạng để chia sẻ cho nhiều thiết bị cùng sử dụng chung cái mạng đó để truy cập vào. Thì bây giờ mình có một cái USB thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB này vào đây và mình sẽ tiến hành là mình cấu hình lại một số cái cài đặt để mình sẽ chia sẻ những cái dữ liệu ở trong USB này cho những cái thiết bị cùng xài chung cái mạng này sử dụng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào đây. Đó, cắm vào như này. Rồi, bây giờ mình sẽ lên máy tính để mình cấu hình lại một số cái cài đặt nha. Thì sau khi mà chúng ta cắm cái USB vào cái router của cáp quang rồi đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu là lên máy tính và chúng ta cài đặt lại một số cái ha. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ xem cái địa chỉ IP của cái cục router là cái gì. Thì cái địa chỉ IP này các bạn có thể lên máy tính các bạn xem, hoặc là các bạn có thể là lật ở dưới đáy cái cục router á. Thường thường nhà sản xuất người ta sẽ có một cái tem người ta dán lên, người ta ghi là cái IP address và cái username và password của cái router đó. Thì để coi cái địa chỉ IP ở trên máy tính các bạn sẽ làm như sau này. Bạn vào cái nút start đây. Các bạn gõ chỗ này này, cái lệnh là cmd. Ấn enter. Thì nó sẽ ra được cái hộp thoại command prompt thế này. Các bạn gõ cho mình cái lệnh là IP config ha, IP config. Các bạn ấn enter. Rồi, giờ các bạn nhìn này. Thì cái bảng này á, nó sẽ cho chúng ta biết là cái dãy IP ở trên cái máy của chúng ta nha. Cái IP mà đang kết nối với cái máy chúng ta đấy. Thì các bạn nhìn này, ở đây các bạn nhìn này, cái dòng đây của chúng ta. Nó cái dòng mà IPv4 address này á, nó là cái IP của cái máy chúng ta nha, cái IP của máy chúng ta. Còn các bạn để ý cái dòng mà default gateway này, default gateway nó có cái mã là 192.168.1.1. Thì cái IP này chính là cái IP để đi vào cái trang cài đặt của cái router ha. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái IP này để chúng ta vào cái trang cài đặt của nó nha. Đây. Các bạn sẽ mở trình duyệt lên. Các bạn chờ xíu nha. Mình sẽ mở cái trình duyệt lên cho các bạn coi. Thu nhỏ cái trình duyệt lại chút xíu, nó rộng quá. Rồi, chúng ta sẽ vào cái trang cài đặt ha, vào trang cài đặt của cái router đấy để chúng ta cài đặt lại một số cái. Thì các bạn sẽ vào cái trang của nó là 192.168.1.1 ha. Rồi các bạn gọi enter. Rồi, thì nó sẽ ra được cái trang cài đặt của cái router. Thì ở đây mình đang xài cái router của cái hãng ZTE ha. ZTE đấy, cái mã số model của nó là F660. Thì ở đây này, cái username và cái password này á, thì lúc nãy mình đã nói rồi. Thường thường nhà sản xuất người ta hay dán ở dưới cái tem, có cái tem người ta dán ở dưới cái đáy của cái router. Các bạn có thể lật cái router lên các bạn xem. Thì thường thường cái username password này thường nó là admin ha, admin. Cái password của nó cũng là admin luôn. Thì các bạn cứ gõ đi nha. Rồi, bạn login. Rồi, sau khi xong á thì các bạn sẽ tìm đến cái mục nó có chữ là application này. Thì ở trong cái router của mình á, nó là mục là application ha. ZTE này thì nó là application. Còn một số cái router khác ví dụ như là Linksys hoặc là D-Link hoặc là TP-Link gì ấy, thì nó có thể là cái mục khác. Còn bây giờ mình đang xài là cái ZTE thì nó nằm trong mục application này, bấm vào đây. Thì các bạn tìm hướng cái này, nó sẽ có cái mục là USB storage ha, USB storage.
Có nghĩa là cái mục này là cái mục mà nó dùng để quản lý cái USB của các bạn. Khi mà các bạn cắm vào trong cái cục router đấy thì bạn bấm vào đây. Khi mà bạn cắm cái USB vào, nếu như nó nhận đấy thì các bạn bấm vào mục USB Storage. Ở đây nó sẽ hiển thị cái thông tin của USB cho các bạn. Ví dụ đầu tiên là sẽ hiển thị tên của cái nhà sản xuất cái USB này. Thứ hai là cái dòng status, nó ghi là mount. Mount có nghĩa là nó đã nhận rồi ha. Còn nếu mà nó không nhận nó sẽ không có gì đâu. Rồi cái file system mà các bạn đang format trên USB là gì? Mình đang format là NTFS này. Rồi tổng dung lượng của USB ha, mình nhớ USB là 16 GB này. Rồi free size là còn thừa bao nhiêu, là trống bao nhiêu này, thì mình còn trống tới 8 GB rưỡi nữa ha. Còn cái path này là cái đường dẫn đến cái USB. Rồi sau khi mà chúng ta có này thì chúng ta đã biết được chắc chắn một điều là cái router nó đã nhận được cái USB rồi ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào cái mục có cái chữ là Samba Service ha. Samba Service thì tùy theo hãng sản xuất thôi, thì người ta sẽ có những cái tên khác nhau. Thì ở đây của mình đang là Samba Service nhé, mình vào đây. Rồi thì cái mục này ban đầu mặc định của nó là đang để là Auto Run Samba. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng cái tính năng là chia sẻ cái USB thì các bạn sẽ chọn là Enable Samba Server ở đây. Rồi các bạn sẽ đặt cho nó một cái tên ở đây ha, đặt một cái tên ở đây tùy ý các bạn, và nó giới hạn ký tự là từ 2 đến 15 ký tự. Rồi tiếp theo cái mục này này, cái mục này mặc định của nó là không chọn ở đây, và các bạn sẽ cho nó một cái username và cái password để làm gì, để khi mà ví dụ các bạn truy cập vào cái USB đó, nó sẽ yêu cầu các bạn là phải gõ cái username và cái password vào để tránh tình trạng là những người bên ngoài người ta truy cập vào ha, người ta hacker vào cái máy của các bạn này, hack vào cái máy của bạn để người ta lấy dữ liệu. Thì các bạn sẽ để cái username và password vào đây để người ta không có vào được. Còn nếu các bạn mà không thích để username password thì các bạn chọn vào đây thì nó sẽ không cần ha. Rồi sau khi cần fix xong các bạn nhấn nút submit ở đây cho nó lưu lại. Đấy, vậy là xong nha. Rồi sau khi xong các bạn sẽ quay trở lại cửa sổ Explorer nha. Explorer ở đây. Rồi mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đây, nó sẽ mở cái Explorer ra. Tiếp theo các bạn sẽ vào cái mục Network ha, Network. Đấy thì nếu như mà nó nhận đấy thì thường nó sẽ hiển thị ra ở đây, nó giống như là một cái máy tính khác nó hiển thị ở đây. Còn nếu như các bạn không thấy ấy, thì các bạn cũng yên tâm, các bạn đừng có lo. Các bạn cứ gõ lên thân địa chỉ này, cái lệnh là sẹt sẹt như thế này, bạn gõ cái lệnh là Samba. Samba là tên lúc nãy chúng ta đặt đấy nha. Rồi enter đấy thì nó sẽ ra được cái ổ đĩa này các bạn thấy không, đây chính là cái USB của bạn đấy. Bây giờ các bạn vô tư, các bạn dùng bất cứ cái máy tính nào ở trong mạng của các bạn ha, các bạn chép dữ liệu ở đây hoặc là chép dữ liệu từ đây về máy tính các bạn cũng được, vô tư ha. Bây giờ cái USB đó nó giống như là một cái máy tính trong mạng LAN chúng ta đó, để chia sẻ dữ liệu đó, các bạn vô tư các bạn là chép, hoặc là các bạn cũng có thể là dùng một cái thiết bị di động để các bạn chép dữ liệu cũng được, xem dữ liệu cũng được, không có sao hết ha. Rồi thì tới đây nếu như mỗi một lần các bạn vào trong máy, các bạn vào trong máy đây, các bạn muốn vào cái ổ Samba thì các bạn lại phải sạch sẽ cái này, rồi các bạn lại gõ là Samba. Đấy, như vậy thì nó mất công quá đúng không? Nó phiền quá. Mỗi lần vào này cứ phải gõ như này. Thì bây giờ để vào được nhanh, chúng ta không cần phải làm những thao tác này, các bạn sẽ làm như sau. Các copy cái đường dẫn này lại đi. Copy cái đường dẫn này lại. Đây là cái đường dẫn thư mục gốc của USB các bạn nhé. Copy thư mục những đường dẫn này lại. Các bạn quay trở lại computer. Thì ở đây mình đã làm demo một cái rồi. Bây giờ ví dụ mình bỏ này đi đi. Trước khi làm mình bỏ này đi nhá. Đây, disconnect đi. Rồi. Các bạn copy lại, sau đó các bạn chọn ra này, Map Network Drive, bấm vào đây. Các bạn cho cái đường dẫn vào đây. Nhớ chọn cái dòng thứ hai này, okay, nha, cái dòng thứ nhất này này. Để cho nó tự động kết nối khi mà chúng ta đăng nhập vào máy. Các bạn ấn Finish. Đấy, lập tức nó sẽ chạy ra đây cho các bạn luôn. Rồi mình tắt nó đi. Thì bây giờ mỗi khi các bạn muốn vào cái ổ đĩa đó, các bạn chỉ cần vào cái computer thôi là nó nằm ở đây giống như một cái ổ đĩa trong cái máy các bạn nha. Cái biểu tượng ổ đĩa này nó có biểu tượng là ổ đĩa mạng chứ nó không giống biểu tượng của mấy cái ổ đĩa trong máy chúng ta, nhưng mà nó giống như là một ổ đĩa trong máy chúng ta vậy. Các bạn muốn vào các bạn chỉ cần click vào đây,
Đấy, nó sẽ truy cập vào cái USB các bạn. À, bây giờ các bạn cứ vô tư là chép dữ liệu từ đây ra. À, ví dụ mình chép chép file này đi, chép file này đi ra ngoài desktop chẳng hạn đi. À, ví dụ vậy, chép ra. Đấy, chép vô tư. Đấy, hoặc là chép từ đây, chép vào. Đấy, rồi chép vô tư. Đây, các bạn cứ vô tư mà các bạn chép nha. Đấy, chép vào này, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thử một cái thiết bị di động để mình vào trong cái ổ đĩa này cho các bạn coi nha. Rồi, thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái thiết bị di động chạy hệ điều hành Android ha. Thì trên hệ điều hành Android, các bạn sẽ cài một cái ứng dụng dùng để quản lý file ha. Thì ở đây mình có sử dụng một cái ứng dụng này, nó có tên là ES File Explorer nha, ES File Explorer. Cái ứng dụng này khá là quen thuộc, các bạn có thể lên CH Play, các bạn download về. Sau đó, các bạn mở ứng dụng ra. Rồi các bạn kết nối vào cái mạng wifi các bạn nhé. Sau đó các bạn vào đây này, các bạn tìm đến cho mình cái mục là Network và các bạn chọn LAN. Rồi các bạn ấn nút Scan để cho nó quét ra được những cái máy mà nó đang kết nối trong cái mạng chúng ta. Ha, rồi chúng ta chờ chút xíu cho nó quét nhé các bạn nha. Rồi, thì sau khi mà nó quét xong á, nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái máy mà nó nằm ở kết nối vào cái mạng của chúng ta đấy. Thì ở đây các bạn nhìn này, mình sẽ có được một cái ổ đĩa, một cái máy ha. Ví dụ đây, đó các bạn thấy này, nó đã kết nối vào đây cho mình này. Có một cái máy thế này, có chữ tôi này, đó, Samba và USB. Đó thì đây chính là cái USB mà mình đang kết nối vào trong cái router của mình đấy các bạn nhé. Đây mình mở thử một file các bạn coi này. Đây cái file lúc nãy mà mình mở trên máy tính đó, các bạn thấy không? Đó rất là ok ha, tốc độ cũng khá là nhanh. Đó. Đó rất là ok nha. Đó, vậy là trên thiết bị di động các bạn cũng có thể kết nối vào được các bạn nhé, các bạn không phải lo lắng gì hết. Các bạn chỉ cần có một file quản lý dữ liệu thôi là các bạn sẽ kết nối vào được. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.